Thưa quý vị, chiều nay đoàn công tác Ban chỉ đạo đề án Trung ương 6 khóa 13 có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về khảo sát thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị tại Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng chủ trì hội nghị. Cùng dự về phía đoàn khảo sát có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Trần Lưu Quang. Về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Quyện Bình Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trường Chinh. Sau 15 năm thực hiện nghị quyết, Đảng bộ Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố, tạo sự đoàn kết trong nội bộ, sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội thành phố thời gian qua. Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 1997-2021 đạt khoảng 9% trên một năm. GRDP bình quân đầu người hiện nay gấp hơn 15 lần so với năm 1997. Không gian đô thị được mở rộng gấp hơn 3,5 lần theo hướng văn minh hiện đại. Nhiều chính sách an sinh xã hội thiết thực, mang đậm tính nhân văn, mang thương hiệu riêng của Đà Nẵng như chương trình thành phố 50, ba có, bốn an. Thành phố nhiều năm liền đứng đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính, chuyển đổi số và sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin. Tuy nhiên, việc triển khai nghị quyết vẫn còn có một số hạn chế, như là việc tổ chức nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết ở một số địa phương đơn vị chưa thực sự bảo đảm chất lượng, tiến độ. Một số cấp ủy vẫn chưa nhận thức đầy đủ toàn diện về nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đồng đều. Việc thiếu cán bộ trong khi khối lượng công việc ngày càng tăng dẫn đến một số khó khăn trong lãnh đạo điều hành. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao các nội dung thảo luận. Những vấn đề mà đoàn khảo sát đặt ra thực sự là những cửa mở cũng như bài học kinh nghiệm quý báu. Đồng thời khẳng định với tình hình Đà Nẵng hiện nay, sự đổi mới hơn nữa phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị là hết sức cấp bách. Cuối cùng tất cả cái phương thức gì thì phương thức nhưng phải được cụ thể hóa thành các quy định và quy chế làm việc, đặc biệt là quy chế làm việc của cấp ủy các cấp. Thế thì đây là tôi cho rằng là một trong những cái bài học, và đây bài học này cũng được kiểm nghiệm đánh giá ở tại Đà Nẵng. Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận những kết quả tích cực đạt được thời gian qua của Đảng bộ Đà Nẵng trong việc thực hiện nghị quyết, đồng thời đề nghị Đảng bộ thành phố tiếp tục phát huy các mặt làm được, nhân rộng những mô hình cách làm hay, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai khẳng định đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong 10 nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đưa nghị quyết Đại hội 13 đặc biệt nhấn mạnh. Trong đó, để mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy, tổ chức đảng với người đứng đầu diễn ra đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo phương thức lãnh đạo của đảng được thông suốt, hiệu quả kịp thời là vấn đề không hề đơn giản. Cái dấu ấn của người đứng đầu trong kết quả của tập thể, tôi thấy có. Phải nói là có, không thể nói là dù quy chế quy định gì, nhưng mà một cái người đứng đầu á, nó cũng mang một cái tinh thần của cái tập thể. Và phải tạo điều kiện để cho người đứng đầu, người ta tạo được một cái tinh thần mà đúng đắn, trong sáng, lành mạnh, nó lan tỏa trong tập thể. Thì chỗ này nếu mình quá nghiêng về cái dân chủ thì nó sẽ mất cái này đi. Thì chỗ này sao cho hài hòa cũng không phải là vấn đề dễ, nhưng phải quan tâm. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Đảng bộ Đà Nẵng tiếp tục dựa vào dân để xây dựng đảng vững mạnh. Mối quan hệ vô cùng chặt chẽ giữa ý đảng lòng dân. Đây vừa là lý luận, nhưng cũng vừa là bài học đúc rút từ thực tiễn công tác xây dựng đảng. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương lưu ý, Đà Nẵng cần tiếp tục chủ động sáng tạo, tận dụng các cơ chế chính sách của Trung ương để thí điểm hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, ngang tầm nhiệm vụ, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy các cấp, chú trọng chuyển đổi số, nâng cao hơn nữa năng lực cụ thể hóa và năng lực thực hiện chủ trương đường lối của các cấp ủy đảng, đặc biệt ở cấp cơ sở là vô cùng quan trọng.